người ta thường bàn về thành tích của một cầu thủ đạt được và xem đó là thước đo của sự vĩ đại. Lionel Messi đã cống hiến gần như cả thời niên thiếu, tuổi thanh xuân cho bóng đá thế giới. Với những danh hiệu kỷ lục đạt được ở cái tuổi 32, anh xứng đáng có một danh hiệu đầu tiên của đội tuyển quốc gia. Không thể phủ nhận, Enbuga là huyền thoại sống của giới túc cầu. Nhưng với một số người, đặc biệt là fan hâm mộ Argentina, họ chưa bao giờ thừa nhận sự vĩ đại của Leo. Bởi một lẽ, bộ sưu tập danh hiệu ở đội tuyển quốc gia của anh chẳng có cúp vàng thế giới. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào phản ứng của đại kình địch hay đồng đội với những tình huống xử lý điên rồ của Messi, thì cũng đủ hiểu chẳng cần danh hiệu của đội tuyển quốc gia, tiền đạo của Barcelona vĩ đại như thế nào rồi. Với những đối thủ phải đối đầu với Messi, anh là cái tên khiến mọi đối thủ phải ám ảnh, bởi anh rất hay gieo sầu cho đối thủ. Có khi chứng kiến những tình huống xử lý điên rồ của Messi khiến những đối thủ phải bực tức, thất vọng hay thậm chí là la ó đồng đội. Có khi anh khiến chính các fan hâm mộ của đối thủ phải ngả mũ thán phục với những màn trình diễn siêu hạng của mình. Có rất nhiều những cảm xúc trái chiều khi chứng kiến Messi ghi bàn. Có người thì vui mừng, có người lại phát tức với đồng đội, hay cũng có người chỉ biết ngồi lắc đầu ngao ngán với tài năng của anh. Trong những phản ứng bất ngờ đó, không thể không nhắc tới phản ứng đi vào lịch sử của đại kình địch của Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã nổi điên khi Messi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Barca trong trận El Clasico trong khuôn khổ La Liga mùa giải 2016-2017. Anh đá văng chai nước và liên tục vung tay vào không khí. Không chỉ vậy, Ronaldo còn nói điều gì đó gay gắt với các đồng đội. Hãy cùng bóng đá 365 điểm qua 10 phản ứng không ngờ với những tình huống xử lý điên rồ của Messi. Face, oh, just say it to my face.
Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên like và subscribe kênh bóng đá 365 để đón xem những nhận định và thông tin thú vị xoay quanh môn thể thao vua.